Nay bên em lên cho các bác cái kẹo kẹo chuột anh em nhé. Dòng này thì siêu nhạy luôn. Con này thì giá cực kỳ tốt cho anh em, và ưu điểm của con này ấy, khi mà anh em sử dụng ấy là nó cực kỳ là nhạy luôn. Chuột to, chuột nhỏ, chuột lớn, chuột bé, chuột nhà, chuột đồng đều là tiêu diệt được hết nhé. Và cái con này của nó ấy là ưu điểm của nó, khi mà con chuột nó ăn là nó sẽ kéo cả đàn đến ăn luôn, và khi một con ăn là nó sẽ lây vào cái nguồn nước, nguồn thực phẩm, nguồn thức ăn của nó, và nó cũng chết cả đàn luôn. Thì nó rất là tiện cho anh em khi mà anh em sử dụng, và con này thì cực kỳ là an toàn luôn. Hàng này thì nó sẽ là thương hiệu của Thái Lan anh em nhé, thương hiệu của Thái Lan này. Thị phần bán của nó thì là số 1 của Thái Lan luôn anh em ạ. Đó, mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng anh em này. Đó, đầy đủ chi xuất nguồn gốc cho, rõ ràng cho anh em luôn. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới anh em giá rất là tốt luôn. Đấy, một cái loại kẹo chuột hàng nội địa của Thái Lan anh em nhé, siêu nhạy cho anh em luôn. Đó, con này thì về nhà anh em cứ bóc ra, sau đó thì anh em đổ vào khu vực nào mà lắm chuột này, đường đi lối lại có chuột thì anh em đổ vào cho em. Đấy, lên cho em đó là kẹo chuột Thái Lan anh em nhé. Đó, giá rất tốt cho anh em luôn. Rồi, ok.